Cảm ơn sư cô. Dạ. Rồi, lời cảm ơn là nó quý nhất rồi ha. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơm khoe áo tươi, chạy tung tăng vui bao hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già chân ta bác câu năm, dù đi đâu ai cũng nhớ, để chúng tôi bên gia đình hát chung. Dạ, dạ. Năm mới. Dạ. Mẹ là dân chén che bắt con đi học về, mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều, mẹ là mặt hàng để con bước lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con rồi cô Minh qua con chụp tấm hình nào. Rồi ngồi em làm sư cô này, đúng rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay vô. Rồi, chắp tay vô nào mọi người. Nam mô A Di Đà Phật nào. 2, 3. Con quay về, quay mặt về nhìn chú nè, đúng rồi, ngồi xuống nè. À, đứa nào giỏi là cho trước nè, đứa nào nói. Đứa nào giỏi vô tay lên nè, đứa nào giỏi coi. Rồi, bây giờ chắp tay lại, Nam Mô A Di Đà Phật nha. Giỏi quá mà. Nam Mô A Di Đà Phật nào. Bạn nào đi chùa nào giơ tay lên coi. Vỗ tay cho các bạn đi chùa nha. Giờ đi đây nha, bạn nào đi chùa nó sẽ con thưởng nữa nha. Ha. Ê, bọn con đi chùa không? Mời giơ tay đi. Đi có đây rồi. Hay. Ơi, phát kẹo quá.
Rồi cảm ơn sư cô nào. Nè con nè, con nè, con. Dạ. À đây, à đây. Bạn nào ạ, à, cảm ơn rồi, chú tí nữa chú cho thêm một phần quà nữa nè. Bạn nào ở đây? Chồng tay lại ạ đây. Tay lại. Chồng tay lại. Không cha. Các bạn nhỏ nào chưa có kẹo nào, đến nào, đến nào. Qua đây con, qua đây con. Rồi, còn bạn nào chưa có kẹo. Vô đây. Mình xin quà là mình phải thành tâm mình vào à, gặp sư cô mình xin cảm ơn sư cô sư phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Lá chay bịch kẹo cho mình kẹo. Các con nào chưa có kẹo, các con nào chưa có quà thì các con đến đây nha, chưa có phải không? Bé Bi này có chưa? Em bé này chưa? Con có kẹo chưa? Sợ. Hai đứa cháu mọi người cho tràng pháo tay trước đi ạ. Thank you.
Nhạc sĩ Lê Minh Hà, ca sĩ Thu Nga, giám đốc của hệ thống công ty Tư vấn Việt Mỹ. Còn có cô em gái Tế Thu Minh của chú cô là Vanessa Thu Minh, cũng là đại diện về. Rồi có hai người đệ tử là người phóng sự là Viễn. Quen quá không nhớ tên, nhớ mặt không. Rồi An Thương, thưa quý vị, trong đoàn đây là có bạn đại diện, rồi có một người cháu là chị Lê Minh Huyền là Hoàng cùng đi với đoàn hôm nay. Hôm nay một cái không khí để tất cả chúng ta đón mừng 500 tí. Một năm rất là nhiều hứa hẹn và nhiều cái sự đẹp lành của tất cả chúng ta. Cho nên khi cô đi làm đây là một cái nhân viên và sư cô về đây để cùng với gia đình để đến với quê hương đất tổ và chung các hướng. Phải không? Mặc dù sư cô không có sinh ra ở đây nhưng mà tập quê quán của ông bà cha mẹ của mình thành ra gia đình mình hội họp ở nơi đây mà bốn chị em của sư cô nhưng mà đây là một cái nhân viên lành lặn mà bốn chị em được gặp nhau và cảm giác vui vui nơi cha đất tổ này, cho nên sư cô rất là hạnh phúc và cảm động và đặc biệt hơn nữa là cảm ơn sư cô chị Dung Dung đã tạo cái điều kiện để cô sư cô có cơ hội gặp lại bà con của mình. Gửi cho quý vị món quà nho nhỏ gọi là tấm lòng xa xôi mang về đây để tặng cho quý vị, để cho quý vị có một chút quà trong năm mới. Thì hy vọng là quý vị sẽ thương và cầu nguyện nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị một năm canh tí này thật nhiều sức khỏe, an vui, gia đình hạnh phúc và bằng an khang thịnh vượng các lành như ý. Thì trước khi mà chúng ta nhận món quà đó, quý vị đã đến đây rồi thì không có thứ gì mà không có quà. Thì ra mình sẽ có quà quà trong các ngày bắt đầu lên nắng rồi. Trước khi quà thì các bạn sư bắt đầu cô vô luôn enter enter to enter apps on play in. Chắc hầu như là quý vị đã đi chùa phải không? Quý vị đi chùa Phú Quang ở đây có nhiều ngôi chùa không? Mấy ngôi chùa ở một ngôi chùa Phú Quang không? Chùa Thanh á. Vì vậy quý vị biết không? Cái cách đây trên một năm thì sư cô có về chùa Phú Quang. Sư cô có ý là mời sư cô chị đi qua Mỹ. Phải nói là trước thì đi du lịch ở Mỹ sao mà nếu mà có điều kiện thì ở lại sinh hoạt để phục vụ tam bảo ở Mỹ. Nhưng mà quý vị có biết là sư cô Dung rất là thương quý vị cho nên cô Dung từ chối cái vấn đề đi Mỹ. Quý vị biết là mình đời người cũng mơ ước đi đến Mỹ phải không? Nhưng mà cô Dung rất là thương quý vị đây, cho nên cô Dung cứ thờ rằng cô Dung đi chúng ta con Phật tử đây sẽ nhớ nhung nhung rất nhiều, mọi người xá là nửa phần trái đất rất là khó gặp lại, cho nên cô Dung hỏi khách lại cái lời mời của sư cô, nhưng mà không biết như thế nào đây, nha. Cho nên quý vị thấy có một vài người thầy rất là trân quý, nên quý vị quý cái vấn đề đó, nên như chùa tu tập thường xuyên hơn để không có phụ luôn cái đông đông chùa sư cô. Dành cho các bạn quý bà và quý vị đang hát. Rồi chúng bây giờ là cùng nhau niệm Phật bổng sư ba lần nhé.
xong rồi các chị qua đây nhận một thùng mì, trong cái thùng mì thì hình như là 20 gói là phải không các cô? Dạ. 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 Mì này mì ngon đó, tiếp con cái nào nha, mì đặc biệt đó. Rồi quý vị, mỗi quý vị mà có cái phiếu đó là nhận được 500 ngàn. Nè, 500 ngàn nha. Đừng có miết, quý vị đừng có quên 500 ngàn nha. Lấy một bao gạo, nhận một bao gạo xong nhận một thùng mì. Xong rồi gặp sư cô để nhận 500 ngàn nữa. Mà quý vị đi quay quý vị mất 500 ngàn. Về dự bánh ăn Tết nha. Rồi, chúc quý vị là con thật là nhiều sức khỏe, nhiều kỷ niệm trong năm nay. Còn nữa nha, còn nữa, một cái dầu xanh. Thưa quý bà con là dầu xanh này là sách tay nha, hàng sách tay chính cho cô và các em mang từ Mỹ về, cho nên không có hàng mua tại Việt Nam. Cho nên khi mà cảm gió giúp đầu này quý bà con dùng cho nó đỡ nha. Thành ra từ nhờ mỗi người đừng có lộn xộn, người nào phát dầu thì phát dầu, người nào phát gạo thì phát gạo, người nào phát mì thì phát mì, cho phát tiền phải không? Để cho cô đi kiếm tiền nữa. Sư cô là phát tiền nha, sư phụ phát tiền. Như sư cô có trình bày rồi, quý vị có mặt ở đây thì quý vị sẽ có quà nha, cho nên mình trật tự để mình tặng quà cho sư cô. Ta chụp bộ hình cho chụp vui nha. Vanessa, chị Sáu. Rồi, cô Minh qua này ngồi nè. Rồi nhìn con nha, ăn chặt tấm anh nha, chú phụ nha. Cười lên, cười lên, cười nha, cười lên. Rồi niệm Phật, rồi đúng rồi, chắp tay chú phụ ơi. Rồi đúng rồi. Chắp tay, chắp tay, chắp tay. Ok được rồi. Dạ. Dạ dạ. Ngồi đây, ngồi đây này. Dạ. Mấy con ơi, mấy con ơi. Rồi sư phụ. Đúng rồi. Cắt tay sư phụ ơi. Rồi đúng rồi. Dạ. Bây giờ các bác, các quý vị, mình sẽ lần lượt mời năm vị lên, rồi mình lấy từng món quà bên đây, xong rồi mình mới qua bên chỗ sư cô để mình nhận 500 ngàn. Sư cô đừng đây, sư cô không, nhớ tìm sư cô nha quý vị nha, sư cô quan trọng nhất nha. Mọi người ngồi trật tự. Đúng luôn đã, trật tự sát sao. Bà con
Rồi ba con chụp tấm hình kỷ niệm nào. Rồi nhìn con nè, nhìn con nha mọi người nha, cười tươi nha, chúc mừng năm mới nha. Ok. Rồi xong rồi. Ai bưng cho mấy bạn không? Rồi xong rồi, bà cô đứng đây nè, đây bà nè, còn chị ba nha. Từ 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 từ, chú qua đây. Ở đây có bạn mấy anh thanh niên nào hỗ trợ mình chút xíu ra địa phương đây, bưng gạo dùm cho mấy bà dùm nha. Dạ. Dạ. Rồi chúc mừng năm mới nhưng mà chúc sức khỏe nha. Dạ. Dạ rồi từ từ. Né camera phía trước ra để cho bộ phận media. Rồi. Rồi bà lấy tiền rồi. Có người rồi. Lấy tiền vào sân. Rồi sao xin rồi đến được không mấy anh ra dính đây ba cầm đây có mấy anh thanh niên anh hỗ trợ cũng rất là tốt nha các bạn nha. Camera của mình bị đổi chiều. Xin lỗi các bạn nha. Giờ mình quay lại nha. Rồi mọi người cho một tràng vỗ tay thật là vui nè. Tiền ngồi vô đó luôn, tiền ngồi vô đó luôn đi. Chọn thiện hiện của mình, sư phụ mình phát gạo, phát mì, dầu có dầu xanh nữa. Được có 500 ngàn là mấy bà cụ làm đầy đủ đó, có quà. Quý bên đây nữa, con này lái luôn đi. Rồi, xin tiền. Chúc mừng năm mới nha. Rồi, mấy anh thanh niên hỗ trợ giùm mình cái. Rồi có mấy anh thanh niên hỗ trợ giùm mình bưng mấy quà cho mấy bà cụ nha. Cho anh chàng phố tay bà con ơi. Xíu nữa có ca sĩ hát luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ, đứng vô nhà mày. Dạ, đứng vô nhà luôn. Rồi. Rồi rất là trật tự, rất là an ninh nha các bạn nha, sếp sếp rất là có đó là ok luôn đấy. Đó, ở đây cũng có những cái anh trai mà anh hỗ trợ, những chị gái hỗ trợ cái đoàn của chúng ta.
Không, em không lừa con chứ không. Giàu có tiền là nhặt sao bỏ vô túi nha. Còn bom đi từ đinh được chứ để là rớt đi nó. Điên điên cầm đi. Điên cầm bây giờ nhét vô túi. Bỏ vô túi cắt kỹ nha. Được chưa? Rồi, cô cho tao ngón tay nữa anh em ơi. Ở đây có bạn nhỏ nào à, hát bài không hay? Bạn thiếu gì nào hát được không hay? Lên đây hát lên đây. Bạn nào thiếu gì lên đây hát đi. Bạn nào hát được lên đây. Rồi mấy anh thanh niên né cái sân khấu ra chút xíu để cho cháu nó tự tin hát. Bà con cho cháu đàn pháo tay bà con ơi. Rồi, à, cũng là bài hát rồi đấy. Rồi, con hát đi. To lên. Hai bài nữa. Mà hơn nhất là ta đi từ sáng giờ chưa có lòng nào luôn trong tim mọi người. Yeah.
giờ phát tiền. Bây giờ cháu tên gì? Nhật Huy. Rồi tao tên giống ca sĩ lắm quý vị ơi, một chàng có tay cho Nhật Huy. Ca sĩ Nhật Huy. Bây giờ con hát bài gì con tự đi rồi con hát nha. Lên sân khấu này, lên trước đây. Rồi nè, mọi người có tay cho Nhật Huy với nhạc phẩm nè. Lên trước đây con, lên trước đây nữa nè. Để vô đi. Để vô đi gì giống. Vô hết. Mẹ là dòng sâu. Để con tâm má chưa hè. Mẹ là dân chén che bắt con đi học về. Mẹ là bờ đê. Để con vui với cánh diều. Mẹ là Phật thà. Để con vui tuyệt vời luôn đó. Mấy cô đứng vô rồi. Bây giờ mọi người chúng ta cũng trật tự như ban đầu ha. Dạ. Rồi bây giờ mọi người chúng ta sẽ lại trở lại trật tự nhé. Đúng rồi, quý vị nào có kiến là quý vị sẽ được quà. Cho nên quý vị cũng từ từ nha quý vị nha. Rồi quý vị có tay nữa, cô nói cổ tay nha quý vị ha. Tiền nhớ bọc túi nha, bọc kỹ nha để rớt nha. Rồi, mấy con đứng bên. Có bạn nhỏ nào hát nữa chưa? Tập bài hát đi, cho tập 5 phút đi.
Viết sư phụ không cho 500, anh cho 500 luôn. Bạn nào tập bài hát đi. Chị hát bà chân điệu á. Cái tờ 2 đô nó hơn. Cái tờ 2 đô người ta kiếm mà ông ra nó hơn. Mình sẽ nhường cho những cụ già trước. Đi vô, đi vô. Bây giờ đi đây. Đi, đi. Đi, đi. Không phải đường này, chị bán cái đám đông này chị vô đó. Rồi má thanh niên hỗ trợ né giùm em qua cái mặt tiền chút nha. Đồng chúng mua tôi nhặt luôn. Đi không? À, còn những ai mà không có phiếu thì ở lại từ từ tí thôi em, thì sẽ xếp sau. Đây cô hả? Không có, không được cái bờ cái đứa đâu, mình là của mình. Bây giờ là con nhà này nấy ra em nói xanh anh đứng trước camera, từ từ đứng camera chụp không được. Rồi rồi chờ một chút. Ok. Bây giờ có ai hát nữa không? Không ai hát nữa.
tay hát là xin quay mình lên mọi người trật tự nha. Lúc đầu rất là trật tự, bây giờ chúng ta nghe đó mọi người. Rồi để cho sư cô sắp xếp vào đúng chưa? Nam đứng vô. À, anh ơi cắt luôn cái dù đi, cắt cái dù đi, cắt luôn đi, không sao đâu, không sao đâu, cắt đi, cắt đi, cắt đi, để cho sư phụ này một bữa nắng non. Sao vui không cô? Thấy vui không cô? Sao vui không? Vui ha. Dạ dạ rồi, cảm ơn cô ha. Chúc cô sức khỏe nha. Cô bác bà nhận quà chưa? Rồi. Nhận rồi ha. Rồi sao thấy vui không? Vui ha, cái quà đó đủ bà mua bánh không, tới không? Hơn ha. Thì ngân của ít lòng nhiều của sư cô. Dạ thì cũng chúc bà sức khỏe nha. Bà muốn gửi cái lời chúc gì tới sư cô không? Dạ con gửi lại chúc bác sư cô sức khỏe. Dạ. Chúc bà năm mới. Dạ. Rồi. Mới nhận tiền đi luôn rồi con. Hiếu đây. Núi mấy đứa nhận giùm luôn đi. Núi đứa đó đóng nhận giùm luôn. Núi đây có phía theo lo nhận giùm luôn. Núi má lo nhận giùm luôn. Hơi lên đây, ca sĩ lên đây. Còn ai nữa không? Rồi chị nhận quà, chị có muốn gửi cho sư cô lời gì không?
Cảm ơn sư cô. Dạ. Rồi, lời cảm ơn là nó quý nhất rồi ha. Dạ. Chúc chị sức khỏe. Dạ. Mà bà có nói gì với sư cô không? À, bằng đây mà, họ tập với nhau mà. Đây, đây, đây. Chị hãy nhập đi. Sao? Người ta nói đi. Em cho anh cái số Zalo của anh đi. Số Zalo của anh. Số Zalo, số Zalo. Từ từ mọi người cứ từ từ. Mọi người cứ từ từ. Con bạn nào muốn hát thôi, con có kẹo chưa? Hình như con chưa có kẹo đúng không? Con có kẹo chưa? Sao giống thôi, hình như hai anh em phải không? Hai mắt giống nhau sao mà đúng không? Hai anh em phải không? Cho anh chàng hóa tay bà con ơi. Không có. Thôi, đi. Đâu. 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 Đâu.
nghĩa tình, tình quê hương thì con có quà gì, con có mua mấy cái hương để đổi cho sư, anh chị, chồng vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con rất là hoan hỷ xin tri ân A Di Sư đã tạo duyên cho con này con về con không có nhiều thời gian để thoát lại cái vấn đề đến chùa. Dạ, vậy là con làm sao? Thì con xong cái này là đi liền lên đi Huế. Đi Huế xong là mình về là trở về còn sang Phú Quốc. Dạ. Nên cái chuyến đường ngắn xong rồi lại về đi Sri Lanka nữa. Dạ. Rất là ngắn cho nên cũng không nghĩ. Dạ. Cũng như vậy cho cái dịp xây dựng quê hương mà con cũng cúng dường. Có buồn lắm. Con hả? Dạ, thưa sư cô, con xin thưa sư cô chúc việc là cô bón. Bà cô là cũng sư cô cây bà cô luôn, con không có người phiếu, người nhà phiếu. Nhà không có phiếu, có mấy em mới lo. Mấy em, dạ đúng rồi, mấy em đó là con có phiếu. Dạ. Mấy em có phiếu hết, chỉ có bà cô bốn món là con không có người phiếu này sư cô. Cho cô tại cô bón, chị cô bón. Có bao giờ này cho mình cô bón thì không cần có phiếu. Hai bà cô ra, bao giờ là không có phiếu. Dạ. Và đây là mạng tên nhỏ. Dạ. Dạ. Hai bà cô giờ anh không có phiếu. Dạ. Bên đây kêu bằng bác. Bóp. Ủa, hình như là đúng là ba quá phải không? Thấy giống nhau kìa. Kia đó. Kia đó. Đó tí nữa. Đó còn dòng xanh của gia đình mình đó. Đây là chỉ em đi để mà này gặp em hả? Ông có cái dự công việc gì đó. Mấy bạn có đây à.
Ở đây cháu xếp hàng ở đây. Con không biết sao, anh biết cầm không? Cầm xe đất thôi. Từ từ, từ đâu? Con đứa kia bỏ chạy rồi, tôi sẽ bộ tính chưa? Tính. Không, đứa mới chạy qua kìa. Tính đeo không thể xó. Nè, 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 nè. Có 18 tuổi mà giờ ở nhà thì nửa tỉnh nửa trai, nửa tỉnh nửa trai là không biết làm gái chứ. Tôi xin cảm ơn tất cả. Dạ, dạ. Chúc bác sức khỏe. Con chạy dầu cho bụng. Nửa tỉnh nửa say. Về nhớ tỉnh nhớ cô cho tôi đi nửa đêm cà gá nè, dạ. Nè đúng và một phần cho cô thấy mình luôn. Dạ cô có đâu sư phụ, hai cha con anh Dũng má đẻ con tướng bộ hai anh em chứ y luôn á, để cho con coi cho con y chang luôn á. Quay mà hả? Không, uống ly này nè. Cái này là cho đau nhức mỏi trên tay đầu gối ngủ ngon á. Cái này rất là tốt. Tay cho hai sư cô. Sao? Có quà chứ. Cho đôi chứ mau. Cho đôi chứ mau ạ. Chờ con Nga. Không còn, bây giờ lại rồi. Cái này
Em làm mua một cân thôi á. Làm mua một cân. Một cân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.